nghẹn ngào quyết định kêu gọi quyên góp tiền để lo cho việc hương hỏa của nghệ sĩ Vũ Linh. Chúng biên cương khốc biệt hoàng triều, vẫn mãi ghi khúc nhạc quân trường, siêu hành tung chiến tích, đem máu đào xây nước non, đắp thành lũy an dân hùng cường, nay thôi cam đành vong thân, tấn quốc mong gì trùng phùng, xóa nghĩa nhân sinh tình thế thái, biên cương vùi tình thâm, sóng thác chia đôi đàn, xa trần gian thanh tướng, yên giấc mộng trong cõi âm, nuốt hận oán thân sinh tuyệt đời, người đi người về nơi cửa Phật, để lại cho đời nỗi tiếc thương. Vũ Linh ơi hỡi Vũ Linh! Vậy là cùng nghệ sĩ Vũ Linh, mọi thứ cảm xúc bồi hồi xúc động lại ùa về. Dạo này lướt đi lướt lại bỗng thấy lòng vui đến lạ. Những đoạn trích và vở cải lương của cậu năm liên tục được chiếu lên cho giới trẻ xem và nhận được tích cực đáng mừng cho nền cải lương Việt Nam. Từ bức ngôn đồ đại Việt đến nước mắt gia nhân, từ tuồng cổ xưa đến các vở xã hội, hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh hào hùng, anh dũng cho đến đời thực xã hội đều vô cùng xuất sắc. Nếu cải lương có chuyển biến đáng kể trong thời đại hiện nay thì quả thực không còn gì mừng vui hơn nữa, Vũ Linh ơi. Theo chia sẻ mới nhất từ người nhà của nghệ sĩ Vũ Linh, hiện tại vì có nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết, sẽ tiến hành mở quỹ quyên góp để lo cho phần sau này của nghệ sĩ Vũ Linh. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị nên thực sự cẩn trọng. Thực ra mà nói, tình cảm khán giả dành cho nghệ sĩ Vũ Linh vô cùng lớn. Điều đó khiến gia đình thực sự thấy vui mừng và hãnh diện vì vẫn còn rất nhiều người yêu thương nhớ đến cậu năm Vũ Linh. Nhưng hiện tại có nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết nên mới quyết định mở quỹ quyên góp này. Cậu Thành sẽ là người đứng ra đại diện, đã có rất nhiều khán giả hải ngoại tự nguyện quyên góp vì đó cũng là mong muốn của họ. Khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, ai cũng muốn được về thắp hương và tiễn ông lần cuối, nhưng điều kiện địa lý xa xôi cách trở nên họ chỉ có thể theo dõi qua báo đài để nắm tin tức, ước muốn được góp một phần nhỏ để lo cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nay đã có thể thực hiện được. Cả đời nghệ sĩ Vũ Linh đã sống trong sạch, thanh bạch và cống hiến hết mình cho khán giả, nhưng đến khi nằm xuống lại xảy ra những chuyện không mong muốn. Chắc chắn một điều khi quỹ mở sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề dư luận, nhưng sẽ là gì khi khán giả mong muốn được làm một điều gì đó cho nghệ sĩ Vũ Linh? Bao bao hải ngoại cũng đã đứng ra nhận quyên góp từ khán giả hải ngoại và gửi về Việt Nam hơn 5.000 đô la Mỹ, trong đó là số tiền mà mỗi người tự nguyện góp một viên đá để xây mộ cho nghệ sĩ Vũ Linh. Mỗi ngày khi đến mộ vẫn thấy khán giả bỏ hàng triệu đến hàng chục triệu để mua hoa, mua bộ lư hương hay bình quý đến để cắm hoa cho cậu. Ngôi mộ cậu nằm không khác gì một vườn thượng uyển chứa đựng tất cả những trái tim yêu thương gửi đến cho người nghệ sĩ tài danh. Con người ta ngày hôm nay đây cứ mãi miết theo đuổi danh vọng, chạy theo tiền tài vật chất, ta cứ lao mình về phía trước và sẵn sàng hứng chịu mọi tổn thương miễn là đạt được điều mà ta mong muốn. Ta hối hả, ta vội vàng, ta không một lần quay đầu ngoảnh lại để nhìn ánh mắt mỏi mòn của những người đang chờ đợi ta. Ta cũng chẳng cho phép mình được dừng lại nghỉ ngơi khi ta đã mỏi gối chùng chân. Thế đấy, và rồi đến một ngày ta thấy quá mệt mỏi, quá nhiều áp lực, quá nhiều nỗi đau và tổn thương mà cuộc đời đã mang đến cho ta. Ta kiệt sức, ta không còn đủ mạnh mẽ để bước tiếp, nhưng ta cũng không thể quay đầu lại. Ta dường như đã gục ngã và sẵn sàng bỏ cuộc. Những lúc như thế, ta chỉ cần làm theo một đạo lý đơn giản thôi, đó chính là bước chậm và suy ngẫm thật kỹ. Lúc hoàng kim, nghệ sĩ Vũ Linh đã có biết bao nhiêu là tiền, vàng và cả biệt thự. Tiền cát xê thời đó của ông là niềm mơ ước của biết bao nghệ sĩ, dù là nghệ sĩ gạo cội, nhưng rồi bây giờ cuối đời và cho đến khi đã ra đi mãi mãi, vẫn là vòng luẩn quẩn của hai chữ tiền bạc. Bởi một đời ông đã lo cho bao nhiêu người mà quên đi chính bản thân mình. Một đời ông cống hiến hết mình cho khán giả. Thậm chí khi bác sĩ nói rằng nếu phẫu thuật ông sẽ sống thêm 10 năm nữa nhưng không thể hát được, còn nếu không thì chỉ sống được 1 năm nhưng ông vẫn có thể hát. Ông chọn sống 1 năm để giữ giọng hát cống hiến cho khán giả. Đến khi ra đi ông vẫn mang theo tiếng hát của mình. Nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã âm thầm làm từ thiện giúp đời suốt mấy chục năm qua, nhưng không một ai biết, ngoài gia đình và những hoàn cảnh khó khăn, đến lúc mất khán giả mới vỡ òa tấm lòng Bồ Tát của ông. Trong suốt mấy mươi năm đó, ông đã dùng số tiền của mình để xây biết bao nhiêu căn nhà tình thương cho người nghèo, phát bao nhiêu tấn gạo, cho đi bao nhiêu tiền để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Ông cống hiến lời ca tiếng hát cho khán giả giúp ông có nhiều tiền, nhưng ông lại dùng tiền đó để đền đáp lại cho đời, một vòng luẩn quẩn đầy ý nghĩa và đáng sống. Nghệ sĩ Vũ Linh có đáng được tôn trọng hay không, đáng được yêu thương hay không? Không ai một đời mà giàu mãi, cũng không ai một đời mà khó mãi, rồi con người cũng sẽ có lúc hưng thịnh, lúc suy tàn. Mỗi một tấm lòng chính là thắp thêm một nén nhang cho người nghệ sĩ tài danh của chúng ta mà thôi. Trong suốt 49 ngày, gia đình sẽ tổ chức một đêm nhạc tài gia để tưởng nhớ lại cuộc đời và sự nghiệp huy hoàng của nghệ sĩ Vũ Linh, và cũng sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Tôi không muốn phải biết đến thế hệ nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật cải lương bằng cách đọc tin họ dần dần ra đi, bằng cách thêm từ cố đằng trước mỗi danh xưng nghệ sĩ. Các tài danh của họ là thứ vọng lại và trở thành di sản. Rồi chúng ta, những người trẻ sẽ tiếp nối được gì? Dòng bỏ ngỏ này sẽ được đền tiếp hay chúng ta sẽ dần chấp nhận sự thật rằng nghệ sĩ mà chỉ có người già đi xem thì sẽ chết theo người già, như nghệ sĩ cải lương Diệp Lan từng đúc rút. Chúng ta đã mất đi những nghệ sĩ cải lương gạo cội như nghệ sĩ Vương Cảnh sinh năm 1960, nghệ sĩ Bích Thủy sinh năm 1949, nghệ sĩ Thiên Kim sinh năm 1934 và gần đây là nghệ sĩ Vũ Linh sinh năm 1958. Họ đã trọn một kiếp con tầm nhà tơ. Một người mang theo ký ức và hào quang của nghệ thuật cải lương từ lúc hưng thịnh đến khi bão hòa, đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ông được mệnh danh là ông hoàng cải lương Hồ Quảng, là một ngôi sao sáng của sân khấu cải lương tuồng cổ. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng từng cho ra mắt hàng ngàn cuốn video cải lương từ Hồ Quảng đến cải lương xã hội. Không nhiều người chứng kiến giai đoạn nghệ thuật quan trọng như vậy trong lịch sử, từ ông hoàng cải lương Hồ Quảng tới ngôi sao của cải lương video. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Hoan, sinh năm 1958. Ông là người chứng kiến giai đoạn cuối thời hoàng kim của cải lương, khoảng từ năm 1955 đến năm 1970, cho tới khi những sân khấu cải lương phải chết lâm sàng trong khoảng những năm 1970 dưới sức ảnh hưởng của làn sóng văn hóa phim ảnh Mỹ, Hồng Kông. Thời đó, cả Sài Gòn chỉ còn có rạp Quốc Thanh diễn cầm cự. Theo học đờn ca từ danh cầm Văn Vĩ vào năm 1971, nghệ sĩ Vũ Linh thành danh sau khoảng 17 năm trong nghề. Cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang 2, ông đã đưa nghệ thuật sân khấu cải lương thuồng cổ trở lại với quần chúng, bắt đầu bằng vở Sa Phu Đi Sứ. Cuối những năm 1980, tên tuổi Vũ Linh trở nên rực sáng với những tuồng cải lương Hồ Quảng nổi tiếng khác như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Bàn Quý Phi, Thần Nữ Dân Ngũ Liên Kỳ, Chư Quân Cống Hồ. Thăng trầm cuộc đời nghệ sĩ Vũ Linh gắn với thời thịnh suy của cải lương. Vào cuối những năm 1970, đầu năm 1980, sự chuyển biến từ cải lương sân khấu sang cải lương video đã làm sống lại môn nghệ thuật này trong mắt khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một ngôi sao trong thời kỳ chuyển giao đó. Ông cùng nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã đạt được kỷ lục với hơn 600 đầu phim cải lương trong vòng 5 năm. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhớ lại ký ức những năm 1990 khi trào lưu video cải lương rầm rộ. Bà và nghệ sĩ Vũ Linh thu chung nhiều tuồng như Phàn Lê Huê, Nữ Minh Minh Quận Chúa, Trinh Nữ Lầu Xanh. Vũ Linh được xem là ngôi sao sáng khi nói về thế hệ nghệ sĩ cải lương sau năm 1975. Con tầm đến tháp vẫn còn nhà tơ. Câu chuyện con tầm rút ruột nhà tơ rồi chết được ướm vào đời nghệ sĩ. Ngày nay, quan niệm đó đã thay đổi, nhưng với những nghệ sĩ sân khấu truyền thống, họ phải tôi rèn nhiều năm mới thành nghề, thậm chí gánh cả trọng trách bảo tồn và truyền nghề cho thế hệ kế cận, hết như kiếp con tầm. Cuộc đời ông không tách rời sân khấu, vinh quang lẫn cô đơn, bóng dáng ông văng vẳng trong những câu hát được truyền tụng. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cái tên Vũ Linh là bảo chứng cho các đêm diễn, được xem là thần tài của các sàn diễn cải lương. Khi rời xa sân khấu, ông lại sống một mình không vợ con, có người cháu Hồng Phượng săn sóc khi ốm yếu. Hào quang lẫn cô đơn là vậy, được khán giả yêu mến trong chính thời ngặt nghèo của cải lương, đổi lại ông cũng nặng lòng với nghề. Sau này khi phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi khỏe ra, Vũ Linh lại tranh thủ tham gia vào vai trò nhỏ trên sân khấu cho đỡ nhớ nghề. Ông Song Minh, người quen thân của gia đình nghệ sĩ cho biết, vài năm gần đây, sức khỏe Vũ Linh xuống dốc. Ngoài ung thư thực quản, nghệ sĩ còn mắc bệnh đường ruột và cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn. Vũ Linh xa sân khấu để điều trị bệnh. Căn bệnh ung thư thực quản khiến anh đau đớn, nhưng anh từ chối phẫu thuật. Anh tâm niệm cha mẹ đã cho anh giọng hát, anh sẽ sống chết với nghề. Vì vậy anh chọn cách điều trị thay vì phẫu thuật. Nghệ sĩ Thoại Mỹ xúc động chia sẻ về những ngày cuối đời của Vũ Linh. Đáp lại, tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng. Được biết ban tổ chức buổi diễn phải kê thêm ghế phụ theo yêu cầu của khán giả. Một số khác chờ tại hậu trường để nhìn tận mắt ông hoàng hiện tại. Họ đến từ nhiều lứa tuổi, có cả những người trẻ đi coi buổi tân cổ giao duyên này. Khán giả đã không phụ lòng nghệ sĩ Vũ Long. Lặng nhìn tuổi xuân đã đi qua, nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ thiên đường rực rỡ hào quang, nhớ từng tiếng nhạc lời ca, khán giả thân yêu cảm xúc tuyệt vời, trích đoạn tình cậu. Có lẽ vậy ba từ nhớ trong trích đoạn tình cậu được ngưng lên dung dị mà thổn thức, đến từ tâm sự thật của một người nghệ sĩ lâu năm được trở lại sân khấu. Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nức nở vầng trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông lan ai oán khúc tơ lòng.